Xin chào mọi người và đặc biệt là các em gái tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Đây là video clip mà anh Ba Tử Vi chia sẻ với các em về cái tử vi vận hạn cũng như là vận hạn của 6 tháng đầu năm Canh Tý 2020 đối với tuổi các em. Một trong cái những cái năm thuộc cái đại hạn 10 năm. Tuy nhiên năm nay là năm rất có nhiều cái tốt đẹp về mặt tình cảm và gia đạo với cái người tuổi Mậu Thìn, với địa chi tam hợp thân Tý Thìn. Đó là có thể nói đó là cái điều mà tích cực nhất về mặt tử vi của trọn năm Canh Tý đối với các em nữ tuổi Mậu Thìn. Các em có thể nói cho mình như vậy nè. Nhiều người hỏi anh đại hạn là như thế nào và đại vận là như thế nào. Thì trong cuộc đời con người á, theo nghiên cứu về tử vi á, thì sẽ có 10 năm đi lên và 10 năm đi xuống. Đây là giai đoạn 10 năm đi xuống của người Mậu Thìn. Vốn dĩ người Mậu Thìn á, thì bắt đầu vào cái năm 31 tuổi, kết thúc năm 31 tuổi là bắt đầu vào đại hạn 10 năm, và đến năm 40 tuổi thì kết thúc đại hạn 10 năm. Thì trong đại hạn 10 năm á, thì người ta nói rằng có 10 năm có nhiều cái sự thay đổi, biến chuyển không tốt đẹp ở trong nhiều mặt, cả về công việc, về gia đạo, về mọi thứ. Và các em Mậu Thìn đã cảm nhận được điều này từ năm 2018 đến 2019, thì đã thấy được cái sự thay đổi, cái sự khó khăn ở trong công việc, ở trong mọi thứ của đời sống. Tới bây giờ thì có phải thầy đang nói rằng là cái giai đoạn này của cái người Mậu Thìn, đặc biệt là cái về việc tình cảm, nó hay dễ có sự thay đổi, ly dị hoặc là gãy đổ trong tình cảm hôn nhân. Vốn dĩ những người tuổi nào cũng vậy, mà nắm chữ Mậu thì đường tình duyên nó hơi là lận đận lăng đăng, không có nhiều cái sự tốt đẹp. Nhất là Mậu Ngọ thì nhì cũng là Mậu Thìn thôi, chứ không có khác biệt gì đâu. Người Mậu Ngọ hoặc là người Mậu Thìn thì tính tình thì cương trực nóng nảy. Đôi khi là người Mậu Thìn thì tốt hơn người Mậu Ngọ một tí xíu, đó là vẻ bên ngoài của họ uy nghi hơn, đẹp đẽ hơn. Thì nhưng mà cái việc trong tình cảm chưa chắc đẹp là đã là thành công, chứ chắc đẹp đã là có được những cái mối tình, có chuyện tình cảm tốt đẹp vui vẻ. Thôi, đó là cái việc vấn đề của cái chữ Mậu và tuổi Thìn của các em. Thì có thể nói này, nếu mà để nói dông dài nhiều cái chuyện mà nói về cái tuổi Mậu Thìn thì thôi, nói không hết việc đâu. Bây giờ thì mình sẽ đi vào mấu chốt của vấn đề chính, đó là cái năm Canh Tý, tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với người Mậu Thìn sẽ như thế nào, xét về cái chung bên ngoài. Những người mà tuổi Mậu Thìn á, sinh năm 1988, nữ hay nam mạng gì thì cũng sẽ phải là những người sinh từ ngày 17 tháng 2 năm 1988 dương lịch cho đến ngày 5 tháng 2 năm 1989 dương lịch, thì đây là những người chịu sự chi phối của tử vi Mậu Thìn, có thể xem cái tử vi Mậu Thìn lên tuổi của mình được. Tuy nhiên là đầu năm thì là nó lại còn dính tí xíu với tam bảy đinh mão, nhưng mà giữa năm thì đỡ hơn, hoặc là cuối năm thì cả một con rồng. Đó là cái việc của tùy vào cái tháng sinh. Người mà Mậu Thìn đó thì mệnh đại long mộc, tức là cây của rừng lớn hoặc là rừng cây lớn, tùy người hiểu. Người ta nói cốt thì là con rồng, nhưng tướng tinh lại là con quạ, cho nên là quạ thì hơi xấu một tí xíu, hơi không được tốt đẹp lắm. Phải chi mà tướng tinh con gà hay là con chim trĩ gì là thầy ngon lành lắm hơn con quạ, thì cho nên là không êm lắm. Theo tử vi Mậu Thìn thì năm 2020 thì các bạn sẽ gặp, nói về sát về sao thì các em sẽ gặp sao là hậu chiếu mệnh. Đây có thể là một hung tinh đối với nam mạng, nó rất là nặng nề, có thể nói là hung tinh dữ nhất của người nam mạng. Đây là hung tinh hành kim, cho nên là cũng rất xấu cho những người mà có bản mệnh là mặn mộc, kim khắc mộc mà. Mậu Thìn nữ mạng thì cái sao la hầu, sao chủ la hầu này nó sẽ bớt đi cái phần mà gọi là hung hãi, nhẹ đi một chút xíu.
Nhưng là cái sao La Hầu này á, thì nếu mà cái bản chất của nó là đem đến điều không may, tin dữ, đặc biệt là có liên quan đến pháp luật và công quyền. Nếu như mình có ra tòa thì mình chỉ là cái người thua thiệt ở trong năm này thôi. Cho nên đừng có kéo chuyện gì đến đáo tụng đình ở trong cái năm mà mình bị sao La Hầu chiếu mạng. Ha. Ăn nói thì thị phi, cuộc sống phải nhiều chịu nhiều cái điều tai tiếng, nên thường xuyên mụn phiền, sầu bị. Ngoài ra cũng chú ý đề phòng những cái bệnh về đường phụ sản, máu huyết dễ dẫn tới hao tài tốn sản. Kỹ nhất á, là vào tháng 3 và tháng 9. Đó. Tại sao á, là tháng 3 và tháng 9 nó kỹ á, thì lát nữa mình sẽ xem là kỹ, tại sao kỹ ha. Cũng trong năm mà 2020 năm Canh Tý này đó, nữ Mậu Thìn á thì phải đề phòng mất cấp tài sản, hư hao tiền bạc. Tình cảm vợ chồng á, thì được cái tốt đẹp vì nhờ địa chi tốt. Xấu nhất là về việc kiện thương. Đối với nữ mạng mà có thai á, và sinh nở trong cái khoảng thời gian này á, thì gặp nhiều điều bất lợi, cho nên là cần cẩn trọng một tí xíu. Do cái hạn mà người ta nói là cái việc chính của cái việc mà thai sản không tốt, bệnh đường máu huyết, là do cái hạn diêm vương mà các em mang ở trong cái năm Canh Tý 2020. Nhưng nếu biết tính toán làm ăn kinh doanh thì cái năm này cũng không phải là năm không tốt đẹp về kinh doanh, buôn bán làm ăn. Như vậy thì rõ ràng cũng có nhiều điều tích cực chứ không phải là cái gì cũng xấu, đúng không? Rồi, đó là sơ khởi. Bây giờ mình xem cái chi tiết thì thế nào. Thì xét về trụ mạng thì là người mà Mậu Thìn nữ mạng thì là mệnh Đại Lâm Mộc, năm Canh Tý lại là một năm Thổ. Như vậy xét về trụ mạng là mạng khắc năm, mộc khắc thổ. Như vậy thì chủ về một năm không có tốt đẹp về bổn mạng. Tuy nó không xấu bằng là năm khắc ngẫu mạng mình, tuy nhiên nó cũng là cái xấu thứ nhì rồi. Thì nhớ cẩn thận, đặc biệt là nên nhớ mình đang trong đại hạn 10 năm, cho nên là cẩn thận việc vẫn là tốt hơn. Rồi, sao á, thì như đã nói ở trên, sao La Hầu đây là một ngôi sao rất là xấu, hung tinh hành kim này hay đến đem đến ốm đau và rối rắm tranh chấp thì không có được tốt đẹp. Người ta nói sao nữ mạng mà Mậu Thìn gặp sao La Hầu á, thì phải đề phòng tai nạn bất ngờ có liên quan tới huyết quản hay bệnh về phụ sản. Đề phòng hao tài tốn tiền bạc, sao La Hầu á, thì mang tới nhiều điều dữ. Những cái chuyện không may mắn có liên quan tới công quyền hay pháp luật là mình sẽ không bao giờ thắng, mang tới tranh cãi, ăn nói thị phi. Đặc biệt Mậu Thìn nữ mạng á, thì là thuộc mạng mộc, cho nên là sẽ xấu hơn trong các tháng 3 và tháng 9. Đây là một cái điều hồi nãy mình lặp lại ở trên tổng hợp thôi chứ cũng có gì. Hạn diêm vương, hạn năm, hạn của năm là hạn diêm vương. Thì người ta nói hạn diêm vương á, thì nếu xét chung là bệnh đường máu huyết. Năm 2020 á, thì cần chú ý nhiều trong công việc làm ăn, tránh kiện tụng và đặc biệt là để ý cái việc mà những người có thai sản. Ngoài ra tránh cãi vã. Sao diêm vương cũng là một cái sao đem đến cái hạn diêm vương cũng là một cái hạn hay đem đến thị phi. Rồi, vận niên thì lại là vận niên không tốt, đó là vận niên mã ngộ đau, tức là ngựa bị thương. Đây là hình tượng con ngựa bị thương, dù tả xung hữu đột, làm bao nhiêu chuyện cho người này cái nọ, để rốt cuộc thì mình chính là người bị thiệt hại. Con ngựa mà có bị thương cũng ráng cổng chủ, nhưng mà cuối cùng hết á, người chết là mình chứ không phải là chủ ha. Không nên quá nôn nóng trong cái năm mà gặp vận niên như thế này. Tự vì gặp cái vận niên mãn ngộ đau mà có bị thương rồi mà có chạy đi đâu thì cũng chết, cho nên ngồi im một chỗ thì nó chết nhẹ nhàng hơn ha. Có quậy quá thì cũng còn chết nặng hơn thôi chứ không được gì. Rồi, đó là sơ khởi về cái sao hạn vận niên ha. Thiên can thì chữ mậu gặp chữ canh thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Tuy nhiên mậu nạp âm ngũ hành là thổ, canh là kim, cho nên là có thể nói nạp âm ngũ hành là sinh xuất, mậu sinh canh ha. Cho nên công việc thì không có việc gì lớn, tuy nhiên rất là dễ hao tài. Và hao tài này, một là nằm trong cái sự khống chế đầu tư, hai là nó chỉ là sao hao tài nhỏ thôi. Còn phải xét xem là cung mệnh
tử vi của mình sẽ nó ra sao ở phút sau nữa. Địa chi thì như đã nói ở trên, Thìn gặp Tý thuộc nhóm tam hợp thân Tý Thìn, cho nên gia đạo tình cảm là một điều tốt đẹp. Đây là thời điểm rất tốt cho những cái em Mậu Thìn còn độc thân, rất dễ có tình cảm, có cưới xin, có tốt đẹp ở trong tình cảm. Đây là tín hiệu có thể nói là tích cực nhất xét về mặt tử vi của năm Canh Tý đối với người Mậu Thìn nữ mạng. Nhìn chung thì mình chỉ có vận niên, mình chỉ có thiên can và địa chi là tương đối. Còn này ha, sao hạn vận niên, mọi thứ thì đều rất là xấu, không có nhiều tốt đẹp. Đặc biệt lại đang trong cái giai đoạn đại hạn 10 năm. Cho nên là các em nữ mạng thì anh phải chú ý cái việc mà mình kỳ thưa trong cái năm này, dễ đem đến những cái điều thất bại. Dù là mình thấy là mình đúng hết, nhưng mà cuối cùng hết tới hộp tuyên án mình cũng là người thua thiệt ở trong mọi chuyện. Rồi, đó là cái tử vi xét về mặt bên ngoài. Thử soi, thử tọa cung tiểu vận hoặc là cung xung chiếu của mình nó sẽ ra sao, để coi cái nội tại của bên trong mình có tốt đẹp hơn không, để cứu cái vẻ bên ngoài. Thì tọa cung tiểu vận thì có các sao: Thiên Việt, Thiên Phúc, Thanh Long, Quan Đới. Đây là bộ sao rất tốt đẹp. Đặc biệt là có Thanh Long đi trước Quan Đới. Thì đây là cái việc công việc của mình dễ có cái chuyện tốt đẹp, tiến triển. Thí dụ như là mình đang làm ở trong cơ quan hãng xưởng hay là môi trường có cái sự thăng quan tiến chức, thì đây là một cái năm tuy là tử vi bên ngoài xấu nhưng mà nội tại của mình có thể bật dậy. Tuy nhiên có Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khóc đi nằm trong cái tọa cung tiểu vận, thì Tuế Phá tức là có người chọn chẹt phá phách để đem đến cái chuyện buồn phiền ha. Mình phải tốn hao hoặc là không tốt đẹp, đó là Thiên Hư và Thiên Khóc. Như vậy thì có Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khóc, tuy nhiên ở sau cái nhóm sao, cái nhóm phá và bại tinh này có Triệt Án Ngữ. Tuy Triệt Án Ngữ sau cùng này ở trong tọa cung tiểu vận thì không những nó khắc chế ba cái ông sao đứng trước ổng này là Tuế Phá, Thiên Hư, Thiên Khóc này, mà là ông có coi như là ông khống chế tất cả mọi cái phúc tinh khác luôn. Cho nên đặc biệt là Thiên Việt và Thiên Phúc, tuy là cái phúc đức của mình có nhiều được tạo ra, vốn dĩ người Mậu Thìn là người rất là coi được gọi là gì, có lòng trắc ẩn, hay làm từ thiện, nhưng mà bị cho nên là có được cái phúc phận bị Triệt Án Ngữ, cho nên cái phúc phận của mình nó cũng không có tương trợ mình nhiều ở trong năm này. Ngược lại thì nó cũng khống chế luôn cả Tuế Phá, Thiên Khóc, Thiên Hư. Cái việc của người ta có hại mình đi nữa, nhưng mà phút cuối cùng thì cái việc đó nó cũng nhẹ nhàng mà vượt qua, xét về nội tại. Rồi, đây là cái tọa cung tiểu vận. Còn thử coi cung tiểu hạn của mình thì có các sao như thế nào. Cung tiểu hạn thì có các sao: Thái Tuế, một Thái Tuế mà nhập hạn thì không nặng cũng tai. Nghe như là mệt mỏi ha, không có tọa cung tiểu hạn thì không thấy có phúc tinh, chỉ có thấy Thái Tuế và Mộ. Đây là một trong những ngôi sao rất là xấu về nạn tai. Cho nên là các em thì anh sẽ cực kỳ cẩn thận ở trong cái năm này, tránh những cái chuyện làm mà nguy hiểm, thấy cái gì quá nguy hiểm là thôi ha, tao năm nay xui rủi, tao không chơi đâu, tao không chơi trò chơi mạo hiểm hay là cái gì hết để ảnh hưởng tới bụng mạng của mình. Cung nhị hợp thì có các sao: Long Đức, Mộc Dục, Đà La, nhưng bị Triệt Án Ngữ. Có Long Đức tức là có được phúc đức, có được cái nhiều cái điều tốt đẹp, tuy nhiên bị Mộc Dục và Đà La xen kẽ khống chế, tạo thành một cái gọng kẹp không cho Long Đức phát huy cái tác dụng tối đa của mình. Tuy nhiên cả ba cái ngôi sao này bị Triệt Án Ngữ, cho nên là cũng phần nào làm cho cái sự hung hại của Đà La không tốt đẹp. Rồi, đây là bộ sao thì có thể nói là đặc biệt là Long Đức thì người ta nói là
dễ có quý nhân giúp đỡ. Tuy nhiên chú ý ra nhà, ra khỏi cái nhà mình, đi xa phải cần đặc biệt chú ý về sức khỏe. Có người hãm hại ha, cẩn thận sẽ có. Còn cung tam hợp thì có các sao như Thiên Khôi, Thiên Trụ, Thiên Mã, Tăng Môn, Cô Thần, Phi Linh, Bệnh Phượng Cát, Giải Thần, Thai, Phục Binh, Điếu Khắc, Quả Tú, Địa Võng. Có một dàn sao phúc tinh. Tuy nhiên bên cạnh có rất là nhiều phá tinh, đó là Tăng Môn, Cô Thần, Địa Võng thì đi với Quả Tú. Đây là một trong những cái hạn có thể nói là gặp nhiều khó khăn mất mát về tiền bạc, đặc biệt là rất dễ có tang ở trong gia đình. Cho nên là cả nam lẫn nữ, vì có Cô Thần và Quả Tú luôn. Cô Thần là cho nam, Quả Tú là cho nữ. Tuy nhiên Tăng Môn thì đi trước Cô Thần, Quả Tú thì đi sau đi trước Địa Võng, cho nên là nặng nhất vẫn là nam chứ không phải là nữ ở trong những cái người trong gia tộc của mình, thân thuộc của mình. Cũng chưa chắc gì là cha mẹ, có thể là người lớn ở trong gia đình thôi, có thể là ông bà ha. Đặc biệt là với Thai, Phục Binh, Điếu Khách, đây là bộ sao rất không tốt cho cái việc thai sản. Phi Linh. Tuy nhiên hồi nãy ở trong các cái phúc tinh của cái cung tam hợp thì có Phượng Cát và Giải Thần. Nên nhớ Giải Thần là một trong những cái phúc tinh chuyên đi hóa giải. Người ta đã gọi là đệ nhất phúc tinh chuyên đi hóa giải, đi làm khống chế những cái phá và bại tinh. Hy vọng với cả Phượng Cát và Giải Thần cùng nhập ở trong cung tam hợp sẽ phần nào khống chế, làm cho những cái việc khó khăn ở trong, đặc biệt là trong cái phần thai sản, Phục Binh và Điếu Khắc này bớt đi những cái khó khăn mà mình phải mang chịu ở trong cái việc sinh nở, thai sản. Đó là những cái gì mà mình có thể nói là sơ khởi về cái tọa cung tiểu vận, cung tiểu hạn, cung tam hợp, cung nhị hợp của cái người Mậu Thìn ở trong năm Canh Tý 2020. Bên cạnh rất nhiều cái phá và bại tinh thì người Mậu Thìn vẫn còn có đó những cái phúc tinh như Giải Thần, Phượng Cát, thiên phúc rồi mộc long đức, để mà phần nào cứu giãn lại. Có thể nói là ở trong cái các cái sao hoàng ở trong nội tại của mình thì 60% là sao xấu, nhưng 40% là các phúc tinh và tài tinh. Tuy nhiên phúc tinh của mình lại là có những cái ngôi sao như Giải Thần thì chiên đi ăn mấy ông ngôi sao xấu, cho nên tính ra thì xét về cân bằng thì mình thấy rằng là phá và bại tinh chỉ hoàn thành được có 30, nhưng phúc và tài tinh hoàn thành được với 70. Như vậy là tốt đẹp, đúng không? Phần nào cứu vãn lại cái tử vi của năm, như ở trên là nói sao hạn vận niên thì tất cả đều xấu. Rồi, đó là cái sơ khởi tử vi vận hạn của cái năm mà Canh Tý 2020 đối với người nữ tuổi Mậu Thìn sinh năm 1988. Thì bây giờ thì mình sẽ phải tiếp tục xem xét xem là cái vận hạn 6 tháng đầu năm nó sẽ ra sao dựa trên cái tử vi và các tính toán của người Sơn. Tháng đầu tiên của năm Canh Tý 2020 tức là tháng Mậu Dần. Tháng Mậu Dần chắc chắn là một tháng thổ. Như vậy xét về trụ mệnh thì mộc vẫn khắc thổ. Mình có mạng khắc năm, bây giờ tới mạng khắc tháng. Bản mệnh khắc tháng, bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng, không được tốt đẹp cho lắm ha. Thiên can thì chữ Mậu của Mậu Thìn và chữ Mậu của Mậu Dần là đồng hàng. Công việc hanh thông, dễ thuận lợi, có tiền tài. Tháng giêng ngon về công việc, có tiền tài ha. Địa chi Dần Thìn thì tự chủ, bình hòa, không hình hại, cũng không có xung khắc nhau. Cho nên là ok, tốt đẹp về tình cảm gia đạo. Đặc biệt là năm nay là mình có tám hợp của năm mà. Thân Tý Thìn tam hợp của năm, cho nên là ok, không có vấn đề về tình cảm gia đạo ở trong tháng giêng. Khởi đầu tốt đẹp. Tiếp đến đó là tháng 2, tháng Kỷ Mão.
mà tháng Kỷ Mão thì chắc chắn cũng sẽ là một tháng thổ. Như vậy không khác mấy cái tháng Giêng về bổn mạng với mộc khắc thổ, thì bổn mạng sức khỏe cần cẩn trọng. Hai tháng liên tiếp mà bổn mạng mình khắc tháng, rồi bổn mạng của năm cũng tương khắc như vậy, thì đây là tháng phải cẩn thận nhiều hơn về mặt sức khỏe. Có thể là có bệnh nhưng không quá nặng nề đâu, không đến nỗi là nguy nan bổn mạng của mình, chỉ suy yếu thôi. Thiên can thì chữ Mậu Kỷ, không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ về mặt tử vi. Cả Mậu và Kỷ thì đều là âm ngũ hành thổ, cho nên cũng khá giống với lại tháng Giêng, với công việc hanh thông, mọi điều không có gì mà quá xung khắc ở trong công việc tài lộc. Thiên can thì không được tốt đẹp cho lắm, với Mão Thìn thì thuộc nhóm địa chi lục hại, cho nên gặp địa chi lục hại thì tình cảm gia đạo rất dễ có những cái biến chuyển không tốt đẹp. Nó tình cảm gia đạo không phải là chỉ có cái việc với chồng con đâu, có thể là có tình cảm với cả đồng nghiệp, tình cảm với anh em, tình cảm với cha mẹ. Cho nên là người Mậu Thìn đừng hiểu lầm là tình cảm chỉ có chồng không. Người chữ Mậu thì thường thường yêu người nào thì yêu ghê gớm, sống chết vì cái chuyện đó ha. Rồi, đó là tháng 2. Tiếp đến là tháng 3. Hồi nãy mình cũng có cảnh báo là tháng 3, tháng 9 là tháng không tốt đẹp đối với người tuổi Mậu Thìn ở trong năm Canh Tý. Thì đó, vì sao? Thì bây giờ mình sẽ xem xét. Đầu tiên hết, tháng 3 là tháng Canh Thìn. Tháng Canh Thìn thì thuộc Kim. Như vậy, người mệnh Mộc gặp tháng Kim là Kim khắc Mộc. Tháng khắc bổn mệnh sức khỏe cần cẩn trọng, đề phòng những cái tai nạn phạm thân. Đây là tháng khá xấu ở trong cái tử vi. Rồi bây giờ xét về cái vận hạn thì nó cũng phải như vậy thôi, nó cũng phải, tại sao nó xấu thì nó cũng phải có liên quan nhiều thứ ha. Rồi, thiên can canh Mậu thì không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Như đã nói, đây là tháng canh của năm canh. Mình chữ Mậu là sinh xuất ra kim, về xét về mặt âm ngũ hành. Tự vì Mậu là thổ mà canh là kim, cho nên là sinh xuất ra, đây là tháng rất dễ hao tà tốn của, tốn tiền. Địa chi tháng Thìn gặp tuổi Thìn thì năm sinh tháng tuổi, gia đạo tình cảm sẽ chắc chắn không có nhiều tốt đẹp, sẽ có tranh cãi, sẽ có ông lo. Đặc biệt đề phòng những cái việc mình làm ở trong cơ quan hãng xưởng, thì đây là tháng không nên tẩy mấy cái này tẩy mấy cái kia. Đặc biệt có tấu thư ở trong cái cung hạn của mình thì để ý ha, về việc ký tá giấy tờ trong tháng này rất dễ gây hao tài tốn của, thậm chí là liên quan đến pháp lực. Mà nên nhớ là năm nay sao là hầu là sao chủ, liên quan đến pháp lực chắc chắn mình sẽ thua. Cho nên là người Mậu Thìn nữ mạng, tháng 3 là tháng phải khoanh vùng cực kỳ cẩn thận. Nếu là anh thì anh sẽ khoanh vùng tháng 3 lại, chấm hỏi ngay đó, để mà mình biết được để mình đề phòng cho làm sao nó nhẹ nhàng mọi chuyện đi qua ha. Mình biết tháng xấu, mình đề phòng mọi chuyện, mình nhẫn nhục mọi chuyện thì nó sẽ qua thôi. Tiếp tục là tháng 4. Tháng 4 là tháng Tân Tỵ, chắc chắn là một tháng kim. Như vậy xét về trụ mệnh thì cũng giống tháng 3 với kim khắc mộc. Tháng khắc bổn mệnh, bổn mạng sức khỏe cần phải cẩn trọng, đề phòng tai nạn phạm thân. Đó là những cái gì mà mình có thể nói ở trong cái bổn mạng. Như vậy là tháng 3 và tháng 4 thì bổn mạng không được tốt đẹp cho lắm. Thiên can thì Tân Mậu không xung không hợp là trạng thái cân bằng tự chủ. Cũng giống như tháng 3, với Tân canh thì thuộc kim, Mậu thì thuộc thổ, cho nên là nạp âm ngũ hành của thiên can là sinh xuất, cho nên có thể tiếp tục là một tháng công việc sẽ gây ra hao tốn tiền tài nhưng nhỏ, hoặc là nằm trong tầm kiểm soát của mình, mình đầu tư hay là cái gì đó mình bỏ tiền ra ha. Địa chi thì Thìn Tỵ tự chủ bình hòa, không hình hại cũng không xung khắc nhau. Tỵ thì là hỏa, Thìn là thổ, cho nên có thể nói là âm ngũ hành của địa chi là tương sinh. Như vậy sẽ tốt đẹp hơn rất nhiều so với tháng 3 là tháng tuổi, cho nên là tháng này tình cảm gia đạo tốt đẹp, không có vấn đề gì. Đó là cái vận hạn của tháng 4. Tiếp đến đó là tháng 5 âm lịch của năm Canh Tý 2020. Mà tháng 5 âm lịch là tháng Nhâm Ngọ. Tháng Nhâm Ngọ là tháng Dương Liễu Mộc. Như vậy Mộc sát về trụ mệnh là Mộc đồng hàng, bổn mạng sức khỏe tốt, không có vấn đề. Thiên can thì không được tốt đẹp cho lắm, với chữ Mậu của Mậu Thìn sẽ khắc chữ Nhâm. Thiên can khắc tháng
công việc gặp nhiều chống phá. Cẩn thận tiểu nhân lợi dụng trong công việc làm ăn. Đó là những gì mà mình phải để ý ở trong tháng 5. Địa chi thì Thìn, Ngọ, tự chủ, bình hòa, không hình hại, cũng không xung khắc nhau. Như vậy thì gia đạo tình cảm ở trong tháng 5 không có vấn đề đối với người Mậu Thìn nữ mạng. Tháng 5 chú ý nhất vẫn là phần công việc của mình, coi chừng người ta đâm sâu lên, đặc biệt là những người từng là cấp trên của mình ha, những người từng cộng tác với mình là các em Mậu Thìn nữ mạng nhớ cẩn thận ha. Rồi tháng 6 âm lịch của năm Canh Tý đối với người Mậu Thìn thì tháng 6 âm lịch là tháng Quý Mùi, tiếp tục lại là một tháng mộc. Như vậy bổn mệnh cũng sẽ giống như tháng 5 với mộc đồng hành, bổn mạng sức khỏe không có vấn đề. Thiên can thì chữ Mậu sẽ hợp chữ Quý. Thiên can thuộc ngũ hợp, đây là tháng rất tốt về công việc tài lộc của cả người Mậu Thìn. Có thể nói tháng này là tháng tốt nhất của người Mậu Thìn ở trong cái vận hạn 6 tháng đầu năm về công việc, xét về trụ công việc ha, tại vì nó thuộc ngũ hợp mà, thiên can ngũ hợp rất dễ sinh tài lộc và công việc sẽ phát triển nhiều điều. Địa chi Thìn Mùi thì tự Thìn Mùi, Thìn Tuất Sửu Mùi, đây là địa chi ở trong cái nhóm tứ hành xung Thìn Sửu Thủ Mùi, cho nên gia đạo tình cảm cũng sẽ có nhiều cái điện không được tốt đẹp cho lắm. Tuy nhiên do nó ở xa nhau lắm, Thìn Tuất Sửu Mùi ở xa nhau trong tứ hành xung, cho nên có thể nói là nó cũng không có quá lớn lao gì, khá là êm ả thôi chứ không có nặng nề gì. Vì nên nhớ rằng tổng năm mình vẫn có các tám hợp của năm Thân Tý Thìn như là đã nói ở trên, có thì cũng chỉ là những cái chuyện nhỏ nhặt thôi. Như vậy thì mình đã tổng hợp xong cái tử vi của năm Canh Tý 2020 đối với người Mậu Thìn nữ mạng, cũng như vận hạn 6 tháng đầu năm đối với tất cả mọi người. Có thể nói là một cái năm tử vi báo hiệu nhiều điều khó khăn với sao chủ La Hầu chiếu mạng, vận niên thì không tốt đẹp, hạn cũng không tốt về sức khỏe. Tuy nhiên nội tại bên trong các phúc tinh và tài tinh khá nhiều để mà phần nào khống chế cứu vãn lại được cái chút gì đó cho cái người tuổi Mậu Thìn. Có thể nói người tuổi Mậu Thìn trải qua cái năm Canh Tý 2020 này, bên cạnh cái sự tốt đẹp của tam hợp, người ta có nói là tam hợp hóa tam tai, đó là hóa giải tam tai, cho nên có thể có tam hợp này sẽ phần nào phát huy cái tác dụng về mối quan hệ tình cảm, gặp quý nhân giúp đỡ để mà vượt qua cái những cái khó khăn mà nó đem lại. Tuy nhiên hãy nhớ rằng đây là một năm thuộc đại hạn 10 năm của người Mậu Thìn nữ mạng, cho nên làm việc gì cũng đặt cái chuyện nhẫn nhịn lên chính để không có nhiều cái sự khó khăn mà đem đến cho mình để mà mình không có xảy ra được. Mọi người tuổi Mậu Thìn nữ mạng xem video thấy hay xin nhớ bấm like và chia sẻ cái video này cho nhiều người khác được biết mà ứng dụng vào cuộc sống. Ai chưa đăng ký kênh Tử Vi và Cuộc Sống cũng như Phong Thủy và Cuộc Sống, xin bấm đăng ký ở bên dưới để đón chờ những cái video khác về tử vi phong thủy của mình chia sẻ. Rất vui và hẹn gặp lại mọi người ở những video tiếp theo. Bye bye.